Chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị. Ai vậy đạo Phật. Hôm nay ngày 29 tháng 10 2024 chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 8. Hôm qua Nhà Đức nghe một công đoạn Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, Ngài nói rằng một câu Phật hiệu này khi chúng ta niệm tịnh hóa được cái thân tâm, tịnh hóa hoàn cảnh. Và một câu Phật hiệu này khi quý vị ở chỗ nào niệm, hoặc là quý vị để máy niệm Phật. Mà công đoạn này Ngài nói là để máy niệm Phật nha. Máy niệm Phật để ở nơi nào thì cái sức ảnh hưởng hơn 60 cây số. Đó là lời giảng Hòa Thượng Tịnh Không. Nghĩa là giúp cho những con người sống và những con người mắc chưa siêu thoát cảnh giới của quỷ thần ở trong vô minh khổ đau được hưởng nhờ lớn. Có người nói rằng là vậy thì cái nơi để máy niệm Phật đó, cảnh giới của ma quỷ đến rất đông để niệm Phật, vậy thì nhà con ma quỷ nhiều hơn sao? Ngài nói không sao. Họ sẽ làm người hỗ trợ gia đình. Tại vì họ cũng là một con người trong lục đạo. Giống như một chúng sanh khi chết chưa được siêu thoát thôi. Mình thì sự tưởng tượng là đáng sợ thôi, chứ thật sự thì là một con người bình thường. Giống như giờ những đức chết mà chưa siêu thoát, thì lúc quý vị gặp những đức, quý vị kêu là những đức, ví dụ đi. Khi những đức chết, quý vị kêu là ma hay là quỷ chưa siêu, ví dụ đi, thì là những đức với ai. Nhưng mà trong lòng mình nghĩ đáng sợ thì là đáng sợ thôi, chứ thật sự là một chúng sanh chưa được siêu thoát. Nên một câu Phật hiệu này, vì sao có nhiều người ung thư mà bác sĩ đầu chạy mà niệm Phật hết? Vì tịnh hóa thân tâm. Khi niệm lên một câu Phật hiệu thì là niệm thánh thiện. Mà đã là niệm thánh thiện thì giúp cho những tế bào của mình nó được hồi phục lại. Nên một con người thí dụ như không được đẹp mà họ niệm Phật từ từ họ đẹp, là rõ ràng tịnh hóa thân tâm. Thí dụ như bé gái này nó không được có duyên nhiều đi, nó niệm Phật thời gian bị coi nhìn nó dễ thương. Đứa con nít bình thường nó niệm Phật là mình bị thương, nhìn dễ thương vô cùng. Ví dụ như bé Linh đi, nó có mấy tuổi đó mà nó lễ Phật đó, bé đó giờ rất nhiều người biết, rất nhiều người biết và rất nhiều người thương, nghĩa là duyên phước đó. Nếu mà nó niệm Phật tới lớn luôn đặc biệt lắm đó. Không có đẹp gì đâu, nhưng mà lạ thay là duyên, người ta ai thấy cũng thương. Rồi lời nói nó nói ra ai cũng mến vậy đó. Mà lễ Phật từ từ viết nghe. Con người dốc dáng không đẹp, lễ viết dốc dáng đẹp luôn. Mong lễ Phật này hay lắm á, rất là hay. Nó tịnh hóa thân tâm mà quý vị, tịnh hóa thân tâm mà. Những Đức nói rằng là những người quý vị đang giờ này mà được tu tập là những người đại nhân viên phước báo. Quý vị đi ra ngoài đường quý vị để ý thử, thì sẽ biết quý vị đang ngồi đây là sao liền vậy đâu. Nên nói người phước thì ở cái nhà phước, cái nơi đó có phước thì người phước ở, chắc chắn quý vị luôn. Cái phước nó chiêu cảm vì đến ở nơi đó đó. Nên gia đình nào mà có cái người mà mỗi ngày họ lễ Phật ngày 4-5 thời này, họ tu suốt luôn, cái nhà đó có báu vật vô giá ở nhà. Mà nhiều người do người ta không thấy, người ta không biết đâu. Đa phần con người chúng ta thì thấy cái trước mắt thôi, chứ những cái mà phước duyên họ nói cái đó đâu có đổi ra gạo lúa để ăn, nghĩ gì. Nhưng mà không ngờ phước báo nhân duyên thì nó mới thịnh vượng được cái gia đạo. Cái này mới là cái gốc để thịnh vượng gia đạo. Nhưng người ta nghĩ rằng là tiền bạc. Giống như qua những đứa gặp cái cô đó, có nói một câu gia đình thì cũng sống ổn định bình thường. Tự nhiên trúng tấm giấy số, 2 tấm giấy số gì đó, bây giờ tự nhiên gia đình lộn xộn lu bu hết trơn. Trong nhà làm lọn lên hết trơn, nó kiếm chuyện quýnh lộn nhau sùm dành tiền. Con mà biết vậy khỏi mua giấy số luôn, trúng gì mất công thêm. Trúng số xong rồi gia đình lộn xộn lu bu. Thấy chưa? Cái này nó thật sự quý vị nghe. Có nhiều người á, mình khổ, mình nghèo, mình muốn mình có điều kiện tiền bạc. Nhưng mà đến lúc quý vị có tiền bạc, quý vị lại thấy đánh mất đi một cái thứ mà lúc nghèo quý vị có. Nên trong cuộc đời này nó không có gì tròn vẹn. Có tiền lại thiếu tình cảm, có tình cảm có khi lại thiếu tiền. Nếu mà nói là biết đủ thường vui là gì đó quý vị. Biết đủ đi thường vui thôi đó. Đủ là trong hoàn cảnh nào cũng thấy đủ được, hoàn cảnh nào cũng được thì mình vui. Còn bây giờ hoàn cảnh mình gì, mình nhìn hoàn cảnh người ta, rồi mình được với hoàn cảnh người ta thì mình nhìn hoàn cảnh của người khác nữa, cái nhìn hoài vậy đó mà mình không biết đủ đó. Nên những Đức nói mình mà có duyên có phước, mình chơi với bạn mình cũng biết mình có duyên có phước. Thí dụ như vị ăn chay niệm Phật, bạn vị ăn chay niệm Phật, vị hoạt bát vui vẻ, vị chơi với bạn vui vẻ. Mà quý vị hoạt bát vui vẻ, bạn vui vẻ, nó phái quý vị nghe. Ai cũng thích chơi với quý vị chứ. Quý vị mà sống có năng lượng đi, vui vẻ, an lạc, tự tại, vì đi đâu người ta cũng phái, cũng giữ quý vị lợi không. Ngộ ghê. Mà ai ta cũng thích đến gần mình nghe. Còn mình mà cái kiểu mà nay này mai nọ mốt kia, giống như mưa nắng thất thường, chán lắm. Mình mà gần cái người mưa nắng thất thường, mình cũng bị thất thường theo. Những Đức nói thật sự chứ, mình an định dữ lắm. Mình mới sống chung với người bị tâm thần, mình không bị ảnh hưởng. Chứ mình mà yếu bóng vía, mình sống gần tâm thần với mình bị tâm thần theo. Nên á, cái người mà mình sống chung mà họ mà nắng mưa thất thường hoài, khổ dữ lắm. Rất là khổ. Mình sẽ bị ảnh hưởng chứ không phải chuyện giỡn đâu. Mình đang vui vậy, đến gần nó tiêu cực cái là mình nó bị tiêu cực theo luôn. Nên từ nơi đó, thí dụ như giờ mình đang vui, mình an lạc, cái bà này bà buồn, bà nói ra một câu cái mình hết vui nổi luôn. Bà nói một câu bà chọt ngang hông không sao vui nổi. Có những chuyện của người ta mình cũng đi lo sợ nữa. Lo sợ đâu có được, đâu nằm trong phạm vi mình đâu lo sợ. Ví dụ như đứa con gái mình nuôi nó khôn lớn rồi đi, có nhiều người sợ nhỏ này đi ra đường đi chơi không biết nó giữ được thân phận nó không, lo nó thấy ghê luôn. Đi đâu cũng lo, điện thoại hỏi hoài luôn. Mình chỉ cần nuôi nó lớn lên thôi, mình nói nó một câu: con lớn rồi đó, đi đâu chơi tự mà giữ thân phận mình để người ta tôn trọng mình. Còn mày không giữ được thì mày ghét, mày chịu mày đi, tao không có chịu thế mày đâu. Nói những câu vậy thôi, nó tự biết nó giữ. Còn nó không giữ được thì nó chịu, mình đi lo cho nó cũng đâu có được. Hiểu không? Nó mà cho rồi, nó muốn cho rồi thì mình có giữ cái nào nó cũng cho. Nó thích cho mà, mình đi giữ làm gì à. Cái khổ của người là làm cha làm mẹ là bị ngay chỗ này nè quý vị. Bị ngay cái mà ngay chỗ mình ngày xưa cũng bị gạt. Khổ quá trời luôn. Bây giờ mình sợ con mình nó bị gạt, nó khổ. Nhưng mà không bị gạt thì không khôn. Nên cái giá mà mình trả bị gạt là cái giá để khôn. Nó giống như là tự tin không á, Ngài bỏ trong túi 1000 đô liêu lỏng, bị người ta móc mất tiêu. Ngài nói Ngài trả một cái giá bị lấy 1000 đô, Ngài sẽ biết giữ lại 10.000 đô. Kỳ sau Ngài sẽ để kỹ hơn. Cái đó là thế gian pháp quý vị. Còn nếu trong mạng mà mắc tiền thì có giữ cái nào nó cũng mắc à. Nhưng cái cách người ta giảng là thế gian pháp phù hợp á, hiểu chứ? Nó nên thí dụ như đại lão Hòa Thượng Tịnh Không á, hay là cái người chia sẻ Phật pháp, nguyên lý này ta hiểu liền à. Thí dụ như giờ những Đức đi đến ngay một cái đạo tràng hay là ngay một cái ban hộ niệm đi, những Đức lỡ cái ban hộ niệm đi, nhưng nhất định những Đức sẽ tán thán hộ niệm. Nhất định những Đức sẽ tán thán hộ niệm. Tại vì người ta hộ niệm mình phải tán thán hộ niệm chứ sao. Thí dụ như bây giờ những Đức đi đến cái chỗ làm ruộng thì những Đức sẽ tán thán nhà nông. Những Đức đi đến cái chỗ mà người kinh doanh thì những Đức sẽ tán thán gì? Cái mặt kinh doanh. Có nghĩa là mình đi đến nơi nào mình sẽ tán thán nơi đó. Cái pháp là như vậy đấy. Giống như mình đi đến cái chùa tu thiền, mình phải tán thán tu thiền. Tu thiền dữ dằn Hòa Thượng Ninh Không, Ngài đến tu thiền, Ngài tán thán tu thiền đến mức mà người đi theo Ngài nói: ồ, tu thiền đặc biệt như vậy mà tại sao Ngài không tu? Nói tôi không có khả năng vô nổi, nên tôi biết thân phận, tôi tu tịnh độ. Thấy chưa? Nhưng mà tán thán tu thiền rất đặc biệt luôn, cao siêu vô cùng luôn. Nhưng mà tôi vô không được, nên tôi biết thân phận, nên tôi niệm Phật cầu sánh cực lạc. Đó. Để cái việc tu thiền tôi mặc qua bên thì sao, thì tôi về cực lạc tôi học. Thấy đặc biệt chưa? Còn mình thì bị chấp văn tự, gọi là nghe pháp mà chấp văn tự, không biết được phù hợp. Giống như Hòa Thượng Không, Ngày tán thán về hộ niệm, hộ niệm cho được hai người giảng sanh thôi, cũng như công phu cả đời của mình đã dụng được. Còn hộ niệm được mấy người gì đó là quý vị là Bồ Tát thứ thật. Cuối cùng mình không lo dụng công tu, chạy đi lo đi hộ niệm. Thử đi, vì chạy đi thử đi hộ niệm đi. Quý vị có được hộ niệm cho hai người giảng sanh không? Thì phải nhớ nè, cái duyên chiêu cảm của quý vị cỡ nào thì cỡ phải chân thành và có công phu, quý vị mới gặp được cơ hội hộ niệm cho người giảng sanh. Vì nói chuyện đơn giản, vì nói cái người bình thường gặp được cái người sẽ giảng sanh về cực lạc vì hộ niệm cho họ hả? Vì nói chuyện đùa, không chuyện giỡn đâu. Vì nói tự nhiên, quý vị đi hộ niệm, quý vị sẽ hộ niệm cho một người về cực lạc. Vì quý vị biết cái người mà về cực lạc là người gì không? Là Bồ Tát Nhất Sanh Bổn Xứ đó. Quý vị đã đi hộ niệm cho được một người về cực lạc làm Nhất Sanh Bổn Xứ, thì quý vị nghĩ quý vị đơn giản lắm à. Mà cái người đó là cái người sẽ giảng sanh cực lạc. Không phải là quý vị hộ niệm hay không hộ niệm mà họ sẽ giảng sanh cực lạc. Quý hiểu không? Giờ khắc này họ sẽ giảng sanh cực lạc. Không phải là quý vị hộ niệm hay không hộ niệm, mà là duyên quý vị phải hộ niệm cho người này vừa cực lạc. Nguyên lý đó quý vị phải mở rộng ra. Mình đi làm việc đó, Ngài tán thán mình như vậy là để cho mình hưng khởi cái tâm, phát tâm mà làm. Việc đó việc thiện tốt mà, hiểu không? Nhưng mà bạn có ngày bạn đi hoài, bạn không lo dụng công tu, rồi bạn sẽ biết cuối đời liền gì đâu. Bạn sẽ biết cuối đời sao liền gì. Bạn đi hộ là bạn có đầy đủ sức lực để mà giúp người. Bạn có dụng công để có đầy đủ sức lực không, mà bạn đi giúp người. Nếu như bạn muốn hộ niệm giúp được người, bạn mỗi ngày bạn phải dụng công tu, bạn phải an lạc tâm, bạn phải thông tâm để bạn vô bằng hộ niệm. Bạn coi cái người hộ niệm đó là sinh mạng của bạn á. Cái coi người hộ niệm đó là ông bà cha mẹ của mình á, để mình phát tâm mình hộ niệm cho người ta. Còn không khéo mình đi giết rồi mình thành một cái công việc đi, có khi lâu ngày nó thành đi cho vui luôn. Và có khi tính ra một năm là hộ niệm cho bao nhiêu trăm người giảng sanh. Chuyện đùa hết chạng. Quý vị nói điều này hưng khởi cho người niệm Phật hay là có thiệt hay giả đó, vì nói chuyện đùa. Làm sao mình biết được cái người đó giảng sanh cực lạc? Từ khi cái người đó họ nói họ về thế giới cực lạc. Còn mềm mại hay là những cái thổi tướng tốt, hay là có những cái điều vi diệu gì, đó là nằm trong phạm vi giảng sanh. Chúng ta không có thể nào nói là không có, mà có, nhưng chúng ta không biết. Hiểu chưa? Đó. Nên làm việc gì thì nêu việc đó để cho người ta hưng khởi gì đó là thiện. Nhưng không có một cái thiện nào bằng bạn dụng công tu đâu. Chính bạn niệm Phật, chính bạn tín nguyện niệm Phật, bạn mới thật sự hộ trì cho Tam Bảo, bạn mới giúp cho Pháp Phật thịnh vượng được. Còn bạn không dụng công tu, bạn đi lo giúp người, việc này có không? Trong kinh Phật đã nói rõ ràng, chưa độ mình làm sao độ người. Bây giờ những đức chưa dụng công tu, bây giờ làm sao khuyên vị niệm Phật? làm sao những đứa cảm giác được câu niệm Phật mà khuyên bị niệm Phật, bị công nhận không? Nếu như bây giờ những đức mỗi ngày 4-5 thời này mà không có dụng công tu, mà ngồi xuống những đức bấm lên cho quý vị hỏi để trả lời, 5 thời này sẽ không còn mấy người để vô đây đâu. Vì ngồi đó mà đơ luôn chứ đừng nói an lạc. Tối ngày cứ là đem ra để những cái sự mà phân trần giết rồi nó căng thẳng thần kinh quý vị, chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Nên nhờ mình gom gọn lại, mình bỏ vào câu Phật hiệu, mình tu đường thờ đó, nên mình mới có cái cảm giác này nè quý vị ơi là quý vị đó. Nên quý vị mới càng ngày càng đông nè. Cái room này nó càng ngày càng đông là do gì? Tu đó, hiểu chưa? Nó nên mình nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không là mình phải hiểu kìa, dùng cái văn tự của Ngài để lý giải, nhưng phải phù hợp. Đừng bao giờ dùng văn tự của Ngài để chúng ta đẩy vào bản thân mình làm việc đó, sai đó. Không phải chuyện dẫn chơi đâu. Thí dụ như hồi đó những đức vẫn thích niệm 4 chữ A Di Đà Phật, nhưng ở trong một tổ chức người trên kêu những đức phải niệm 6 chữ, những đức niệm 6 chữ. Nhưng những đức chưa bao giờ bác 4 chữ nghe quý vị. Chưa bao giờ những đức bác 4 chữ đó. Tại vì hoàn cảnh những đức phải theo vậy thôi. Nhưng mà khi chở ra ngoài những đức thấy 4 chữ, những đức có thể áp dụng được, những đức áp dụng 4 chữ. Nhưng những đức chưa bao giờ bác 6 chữ. Mình nhớ kỹ điều này. Nên mình là người khuyên người tu, khuyên người niệm Phật. Không phải cái việc mình khuyên đây là mình hoàn toàn quy về mình mà mình bác bỏ hết, không phải nghe. Hôm qua nhà đức bác cho quý vị coi một công đoạn mà Hòa Thượng Tịnh Không Ngài khai thị đạo tràng ngay gia đình, giảng sanh là ngay chỗ nào niệm Phật ngay chỗ đó, Ngài nói rõ ràng đúng không? Nhưng mà những đức chưa bao giờ bác bỏ cái chuyện một tổ chức niệm Phật nghe quý vị, vì đó là sự tốt, lợi ích. Nhưng đây là nói về cái gia đình, thì nhà đức nói cái gia đình. Còn khi quý vị đi đến cái chỗ đông người tu thì quý vị nghe công đoạn, nó bị tự mà quán xét, tự bị biết nào. Nên từ nơi đó mình phải là có tâm như vậy đó, chứ không phải là mình làm cái này là mình bác hết, mình quy về mình thôi, để mình trở thành một con người giống như là giữ dứt trong một cái việc làm. Nó không phải, mà có nghĩa là mình phải phân tách kỹ ra sự việc như vậy lợi hại như thế nào. Nên những đức nói việc quý vị đi hộ niệm giúp người là tốt, nhưng quý vị phải dụng công tu nó càng tốt hơn. Nếu như quý vị mà không dụng công tu, quý vị sẽ trở ngại cái cuối đời của quý vị đó. Bởi vì đi hộ niệm cho bao nhiêu con người đó là thiện, là tốt. Nhưng nói gì cái chuyện mình đi hộ niệm cho người ta để người ta giảng sanh, việc này tôi không bao giờ dám bảo đảm được đâu, chắc chắn quý vị luôn. Vì người này sẽ giảng sanh, quý vị có hộ niệm hay không hộ niệm, họ cũng giảng sanh à. Vì đến lúc họ phải giảng sanh. Vì tụng kinh Vô Lượng Thọ có phải không? Người ở thế giới cực lạc nhìn biết được chừng nào người này sẽ giảng sanh, họ sẽ đến trước. Chừng nào giảng sanh họ sẽ đến trước. Thấy chưa? Người ở thế giới cực lạc ta biết hết trơn vậy đó. Vì người ta có túc mạng thông, người ta biết rõ ràng quá khứ hiện tại vị lai, người ta biết hết. Ý niệm vi tế nhất của mình chưa biết, nên người ta đã biết ý niệm mình ý niệm gì rồi đó. Nên tất cả những gì mình nghĩ thiện ác, người thế giới cực lạc biết hết đó. Nên cái tâm mình á, mình có thể giấu người nhưng mình không giấu được Phật Bồ Tát đâu. Cái này là cái quan trọng nè. Nên cái dụng công tu là cái cực kỳ đặc biệt. Khi bị dụng công tu, quý vị thật sự có công phu và quý vị có tâm giải thoát rồi, tự nhiên cái người nào mà ta niệm Phật đắc lực, quý vị lại gặp ngay người đó bị niệm Phật đưa tiễn tới việc cực lạc à. Cái duyên nó đưa đẩy mình lạ lắm. Tại vì quý vị có cái tâm này nên Phật Bồ Tát mới cử vì đến đó niệm Phật. Còn cái người này đi long nhâm tối ngày, không chịu dụng công tu gì hết trơn, Phật Bồ Tát sẽ không bao giờ cử người này đi đến hộ niệm cho cái người giảng sanh đâu. Vì cái người này không có tâm, họ lỡ họ niệm mà không có tâm. Nên cái người mà có tâm chân thật nó mới cảm ứng với cái người mà giảng sanh cực lạc. Tự nhiên mình đi khơ mình không có cái tổ chức gì, tự nhiên mình ghé vô mình gặp ngay cái người niệm Phật giảng sanh. Lạ kỳ vậy đó. Duyên đưa đẩy mình là mình phải làm được cái việc này vậy đó. Đó. Tại vì sao? Vì tương lai cái người này giảng sanh sẽ đến trước mình. Nó có cái sự chiêu cảm phù hợp. Mình sẽ giảng sanh, mình sẽ hộ niệm cho người giảng sanh trước. Người giảng sanh trước này sẽ quay lại niệm cho mình. Còn bây giờ mình đời này không thể nào giảng sanh được đâu, thì mình không có gặp cái duyên để hộ niệm cho người giảng sanh đâu. Nó phải phù hợp gì đó quý vị. Nên quý vị muốn hộ niệm cho người giảng sanh thì nhất định quý vị phải dụng công, nhất định đời này phải giảng sanh, là quý vị sẽ hộ niệm cho người giảng sanh liền. Tại vì quý vị phải phù hợp nhân quả. Hiểu chưa? Cái này quan trọng lắm đó nghe quý vị. Tu xong giải thích những điều này đúng là nó thông tâm mình luôn á. Nhớ không? Nên mình tu hành á, mình đừng có lo khư khơ, mình lo mấy chuyện tào lao bác xế. Nhớ không? Có nhiều cô nhắn tin những đức nói rằng thầy bây giờ ra ngoài thầy cố gắng tu hành chứ đừng có đi có gia đình nghe thầy. Thầy mà có gia đình chắc chúng con bỏ tu hết luôn quá. Mấy bà sao bà lo tao lao xế kỳ cục ghê. Hiểu không? Cái chuyện này là cái chuyện của những đức. Những đức đang biết mình làm cái gì chứ. Đúng không quý vị? Chàng ơi 43 tuổi rồi mình ngồi mình phân tách ra đi. Mình làm gì phân tách thiệt kỹ ra. 43 tuổi rồi rước một bà về tới 50 tuổi ngồi đó ngóng hả? Quý vị từ bây giờ á, quý vị đi tới hết cuộc đời quý vị phải là cái sứ mệnh cuộc đời quý vị, ý nghĩa không? Từ xuất gia cho tới làm cư sĩ quý vị đều là hoàn truyền giáo pháp của Phật, phải là cuộc đời quý vị quá ý nghĩa không? Mà vui được với bao nhiêu con người luôn, bạn với bao nhiêu con người về cực lạc luôn, không đặc biệt hơn là đem một cái bà si cà que gì hả? Đem một bà si cà que gì rồi mắc hết trơn. Tất cả tình bạn hữu niệm Phật sanh cực lạc, ai chịu nghe mình nữa, đúng không? Có thể gặp nhau nói chuyện vài câu giả lả, đó là tình bạn niệm Phật sanh cực lạc thì còn có thể. Chứ đem một bà về để mà gọi là để bằng thờ mỗi ngày lại thì chuyện này không làm được. Hiểu lại không? Đó, từ nơi đó mà quý vị biết rằng phân tách ra thì mình sẽ hiểu thôi gì đâu. Mà vậy đó mà cũng lo khư khơ. Vậy có lo thiện, không có thiện nó có lo là ác. Suy nghĩ đó là suy nghĩ ác. Tại vì sao? Phải chi suy nghĩ ai với đạo Phật cầu sanh cực lạc thì nó thiện, còn suy nghĩ gì là ác đó. Còn nếu người ta có nghiệp duyên thì của người ta chứ đâu phải của mình đâu mà mình đi suy nghĩ gì chi, thấy không? Những đức mà muốn gước về một bà đố ai mà cản, mà những đức cũng không muốn gước thì cũng đố ai mà ép. Cái góc độ con người nó phải suy nghĩ sâu hơn. Nó hất nhất là những người làm việc như những đức nó càng suy nghĩ lớn hơn nữa, thấy không? Nó trao đảo thôi chứ mình đâu có thể nào nhào vô được. Giống như thuyền mà đi qua biển, đi qua sông rồi, gió thổi thì gió lắc thôi, lắc tới lắc lui thôi. Nhưng mà mình phải đứng trên thuyền, hoặc là mình té xuống sông mình cũng vịn thuyền mình leo đến lại, hiểu không? Chứ đâu có thể nào mình đắm chìm với biển cả được đâu quý vị, hiểu không? Đó, ai mà đi ngồi trên thuyền mà nó không lắc lư hả quý vị? Giống như cuộc đời này chúng ta sống giống như sống ở trong cái biển cả mênh mông vậy. Đây là biển đời, biển nghiệp. Mà sống trong cõi này mà kêu không lúc lắc, ai mà không lúc lắc hả quý vị? Quý vị coi lúc lắc là gì? Là con người nó phải gặp sự dao đảo trong duyên nghiệp, hiểu chưa? Ai mà không bị, gia đình cũng bị, bạn hữu cũng bị, làm ăn cũng bị, tu hành cũng bị. Ai mà không bị? Nghiêng ngã. Nhưng nghiêng ngã thôi, nhưng mà cái sự an định đó quý vị phải duy trì chứ. Nó, thì ngay câu Phật hiệu là duy trì đó, nhớ đó. Nên đừng có đem cái tâm lo nghĩ nhiều thứ quá, hãy lo niệm Phật đi là người thật sự hộ trì cho tam bảo đó. Còn bữa nay gì mai khác nóng lạnh thất thường, tu giết rồi nhìn thấy mấy bà thấy gớm. Người ta tu, người ta an lạc, người ta vui vẻ, người ta tự tại. Những đức thấy cái bà Trần Lâm bà tu bà cười hoài là thấy tốt, thấy không? Tu người ta vui vẻ. Những đức thấy như mấy bà bé Tư được, nhìn thì thấy vậy mấy bà, cái duy trì mấy bà đó. Vui buồn gì mấy bà, ai nói gì mặc kệ, bà nhảy lên trên bà ngồi. Mình dễ bị kích động quá. Sống trong cuộc đời này giống như trên một đoạn đường vậy. Thuận tiện thì qua mặt thôi, còn không thuận tiện thì ở phía sau. Ở phía sau thì cũng không chấp nhận, muốn qua mặt. Nhưng qua mặt thì sợ người ta nói, chàng ơi sao sống sao bị áp bức quý. Mình không qua mặt được thì mình ở phía sau. Còn mình qua mặt được, đố mà tôi không qua mặt đó. Trong cuộc đời này mà mình sống mà mình đừng ép người khác thôi. Nhưng mà thuận tiện đường thì cái giọt. Còn nếu mà không thuận tiện thì mình ở phía sau chờ cơ hội. Giống như lên Zoom này cũng vậy thôi. Phù hợp thì lên, trên được thì lên, ngon lên đi. Đừng có bao giờ phiền não thôi. Đừng bao giờ phiền não thôi. Ai muốn thích nói gì ta nói. Trong cuộc đời này ai không nói. Phật Thích Ca còn bị người ta nói không chỉ mình. Trong cuộc đời cái gì cũng bị nói chứ. Có những khi nhảy lên trên được cái bị người ta nói vài câu cái tự nhiên nhảy xuống dưới. Nhảy xuống dưới nhìn lên buồn. Trang nói trang. Buồn cái mai mốt cứ chạy lên mai mốt chạy xuống. Nhiên chi vậy? Nhưng phải tư phải nhảy lên tú trên, phải ngồi luôn lên tới trên luôn. Kim Quy phải qua đầu bảng luôn. Nó hiện lên, hiển thị lên Kim Quy luôn. Đầu nhất luôn. Kế đó là bé Tư, kế đó Phương Vui Vẻ, kế đó Trần Lâm, Quảng Ngọc. Đức Hòa hôm nay nằm cái dạng thứ 7. Lên được thì cứ lên thôi quý vị. Đúng không? Mình ai nói mình mặc kệ. Trong cuộc đời ai mà không bị nói. Ai mà không bị nói trong cuộc đời này vì ai không bị nói. Không ai mà không bị nói chứ. Càng bị nói nhiều chừng nào thì duyên càng dày chừng đấy. Chứ sao? Này là những lời giác ngộ mới nói được chứ bình thường không nói được đâu. Những câu những Đức nói toàn là những câu để đời không đấy. Lợi chùa ăn nhiều phước nhiều, ăn ít phước ít, không ăn không có phước. Câu này ai nói đều là quay về người đó đã từng nói, những Đức đã từng nói, mới có người nói lại. Chứ chưa nghe ai nói câu này đúng không? Nên từ nơi đó rõ ràng chưa. Nên cuộc đời con người sống á, phải bước lên dư luận mà đi. Duyên càng dày phước càng lớn. Người ta sẽ ngưỡng mộ vì hơn. Có những người nhẫn nại nhưng thật sự đâu có chịu đựng. Nhẫn mà không có chịu đựng gì, nhẫn làm gì chàng. Hiểu không? Mình là người niệm Phật, chữ nhẫn là hiểu biết, nhìn thấu buông xuống. Còn nhẫn mà không chịu đựng được thì phiền não mình làm chi nhẫn. Nên con người sống á, bạn nên khoa học một chút đi. Sống làm sao cho nó theo thời đại phù hợp một chút. Để người ta nhìn mình, người ta kết mình, người ta thích mình là người học Phật đặc biệt. Thấy không? Bạn đi đến cái nơi người ta bạn áo lam thì phù hợp bạn áo lam. Bạn đi đến nơi người ta bạn mua đen thì bạn chơi mua đen. Cái quan trọng là cái tâm bạn có tu hay không là quan trọng. Hiểu không? Quan trọng là cái đó đó. Bạn mỗi ngày bà sống vui, bạn sống niệm niệm vì người. Còn bà bận lên chiếc áo lam, bạn bận lên chiếc áo vàng khè mà bạn ngồi đó bạn ngẫm nghĩ chuyện gì. Bạn ngẫm nghĩ chuyện gì thì tự bạn suy nghĩ đi. Còn bây giờ người ta bận cái đầm cái rip mà người ta lại nghĩ ai với đạo Phật rồi sao? Bạn nên suy nghĩ thông suốt chỗ này. Nên người nhẫn nại là phải nhìn thấu kìa. Còn bạn chưa nhìn thấu thì bạn có nhẫn được đâu. Bạn nhẫn bạn ấm ức chứ lắm, chịu không có nổi. Tôi không có gì ấm ức hết chứ. Trong cuộc đời của tôi không có cái gì mà tôi không buông được hết chứ. Cấp kỳ. Thời gian ngắn nhất là tôi sẽ buông được hết chứ. Ngắn nhất luôn, bất cứ một cái gì đến với tôi. Giỏi lắm, lâu lắm là cho 2 ngày đó, dữ lắm đó. Là dữ lắm trong cuộc đời tôi. Chịu 10 năm, buông ra 2 ngày đó, tôi có giải quyết xong. Không phải 2 ngày đâu, chiều lại là tôi tu với quý vị rồi đó. Tại vì sao? Đã buông thì phải buông. Buông thì phải buông chứ sao bây giờ. Nhưng Đức nói thật sự với quý vị, khi mình ăn thì mình phải ăn thôi. Chứ mình đừng có nhai xong rồi mình không chịu nuốt rồi mình đi ngậm. Ngậm nó khổ dữ lắm. Vì thế đi, một là không ăn, còn ăn là phải nuốt. Dù đắng cũng nuốt nữa. Tại đã lỡ ăn rồi, nuốt để biết được nó quá đắng rồi. Để kỳ sau kinh nghiệm đừng nhai cái này nữa. Hiểu không? Mình đã cắn thì phải nhai, mà nhai thì phải nuốt. Đừng có ngậm. Ngậm là khổ lâu dài. Vì ngồi suy nghĩ đi. Nó đã đắng rồi mà không chịu nuốt liền. Như ngày xưa Nhuận Đức mới biết uống rượu, rất là khó uống. Nên cái nguyên lý của Nhuận Đức là cầm ly rượu ực một phát một chơi xong một ly. Không thể nào mà uống từ từ được. Có nhiều người đã cay đắng khó khăn mà uống từ từ hồng. Tôi phải ực một phát một kết thúc luôn. Vậy đó. Nên ngày xưa Nhuận Đức uống bia là uống hơi dài nhất trong tất cả bạn bè. Nhuận Đức nói rằng là phải uống một phát một, chứ không thể nào mà uống nhấp từ từ được. Nên đến lúc ngao ngán rồi không chơi là không chơi. Nên Nhuận Đức nói với quý vị nghe, cuộc đời con người phải sâu sắc tư tưởng sống nha quý vị. Đừng có bao giờ bộ mặt hiền mà trong lòng mình tức. Trong lòng mình nó tức. Nó tức giận tại sao mình khờ, mình ngu hơn nó quá. Chi vậy quý vị? Quý vị thật sự cần nói thì quý vị nói thôi. Nhưng mà cái tâm vì hiền nó còn tốt hơn là vì không nói mà vì ác nữa. Nó có những người ngoài mặt nó rất hiền mà tâm nó rất là ác. Tôi suy nghĩ tùm lum thứ chứ. Tôi không bao giờ tôi cầm dao tôi chọn ta sau lưng đâu. Nếu tôi càng đâm tôi đâm thẳng trước mặt người ta phất một cái cho nó xong. Thà sống vậy đi, không có sống sau lưng được nha quý vị. Nên những đức là người hướng dẫn quý vị 100% quý vị mà làm theo, vì sẽ được lợi ích rất lớn trong Phật Pháp luôn. Lớn dữ lắm luôn. Hôm qua những đức ngồi nói chuyện với 5 số cô, những đức nói tôi nói cho các cô nghe, tôi hướng dẫn các cô làm được một lần là một phần là các cô được lợi ích một phần, 5 phần là các cô lợi ích được 5 phần, 100%. Những gì tôi hướng dẫn các cô là nhiệt tình bằng cả tấm lòng. Và chính tôi được hưởng lợi ích của Phật Pháp rất lớn, 100% luôn. Tôi hưởng được lợi ích tôi mới hướng dẫn quý vị. Thật sự tôi hưởng được Phật Pháp lớn này. Dù tôi, quý vị nói, ủa ông hưởng được lợi ích mà hồi xưa trong chùa cao Phật lớn mà giờ ra ngoài đời. Tôi ra ngoài đời tôi cũng hơn người bình thường. Tôi cho bị biết, hơn người bình thường luôn. Tôi đi đến đâu cũng được người ta quý trọng. Ai cũng muốn đem tôi về nhà thì ngon không? Ngày xưa tôi chưa đi tu, có ai muốn đem tôi về nhà đâu. Có mấy con mắm ủ đem về. Đem về nó ủ luôn. Tôi biết gì mà bây giờ tôi bước ra ngoài đời, bao nhiêu người muốn đem tôi về nhà cho tôi tu. Vì tôi tu, tôi thích đem gì, thấy không? Quý vị thấy cuộc đời như thế không? Cái dòng đời đưa đẩy, quý vị thấy không? Thử thách ghê không? Ngày xưa những đức trên thành phố nói cho quý vị nghe, những đức thích nhất là tiền và xe. Để kiếm cái khác, không nói câu nữa. Tiền và xe là biết kiếm cái gì rồi đó, thấy không? Tiền và xe là biết kiếm thêm cái gì nữa, đúng không? Nhưng bây giờ những điều này tôi chưa chắc là thiếu. Nhưng mà tôi lên lại thành phố lại tôi không đi chơi đâu chứ. Là cái điều này tôi thấy Phật Pháp hay, đặc biệt ghê. Quá hay luôn. Ngày xưa tôi nói tôi mà có tiền mà đố mà tôi chịu ở nhà, tôi sẽ đi chơi liền. Trên thành phố tôi ở mười mấy năm tôi biết nhiều chỗ lắm chứ không giỡn đâu. Tôi đến ngay thành phố tôi đến ngay địa điểm tôi rồi đó. Chứ không có chuyện giỡn đâu. Vậy mà bây giờ lên lại không có một cảm giác gì đi chơi đâu chứ. Đó là tôi thấy Phật Pháp quá hay. Tôi ở nhà tối ngày, tôi không đi đâu mà tôi tu suốt luôn. Mà an lạc nữa, tôi thấy Phật Pháp quá hay, quá tuyệt vời luôn. Đúng là chỉ có Phật Pháp mới làm được điều này thôi, ghê thiệt. Có nhiều người nói rằng ở nhà không sao mà vui, tôi vui nè. Năng lượng hừng hực nè, thấy chưa? Giàu dạt luôn, đúng quá tuyệt quý vị ơi. Học Pháp quá hay quý vị ơi. Học Phật như vậy mà sao không học chàng? Nó, có những người người ta tìm niềm vui, người ta lang thang, người ta đi đến mà đến nỗi mà hô luôn. Còn tôi từ hô mà niệm Phật viết đỡ hô, vậy là được rồi đó. Thấy chưa? Không, thấy rõ ràng bây giờ quý vị mà nhìn những đức ở ngoài nó đỡ hô dữ lắm nghe vị. Những đức nói cái máy quay phim này quay những đức là nó quay là nó hạ cấp những đức. Quý vị mình nhìn những đức ở ngoài bị mê chết mồ luôn. Cái máy quay phim này nhìn nó kỳ cục lắm. Cái máy quay đến nỗi mà muốn không thấy đường luôn. Và tự tình không thì đưa lên tiêu chuẩn nghe vì 1 năm chờ phải thay đổi máy móc lần. Cái máy này những đức xài 7-8 năm nay chưa thay. Bởi vì ai mà cúng như những đức đồ đúng là xài xứng đáng. Giết nó mờ căm luôn rồi đó. Mà xài hoài đó. Chứ ở ngoài không phải như trong máy quay phim đâu. Chàng ơi chàng. Có dịp nào gặp đi rồi sẽ biết. Đúng không? Kệ nói sao mà thấy cũng vui vẻ, vì thấy nó an lạc chứ bộ giỡn đâu. Nó cố gắng mà niệm Phật nghe không. Ở nơi nào vui đó nấy, vui nội tâm hơn là vui ngoại cảnh. Ngoại cảnh người ta lấy nhưng nội tâm không ai lấy được đâu. Hãy niệm Phật mà vui nội tâm, ở nơi nào vui nơi đấy, chuyển hoàn cảnh sao cũng vui. Vậy thì quý vị là số 1. Quý vị là người cao cấp trong cuộc đời này đó quý vị ô. Thấy không? Phải về cực lạc quý vị ô. Hiểu không? Chúc vị an lạc nha. Ai về đạo Phật. Ai về đạo Phật. Ai về đạo Phật.